Xin chào các bạn đã quay trở lại với Relab. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một bài so sánh hai chiếc điện thoại. Bên tay phải mình đó là chiếc điện thoại iPhone 6S và Vsmart Star 4. Khi mà mình đem ra hai chiếc điện thoại này ra so sánh thì mình cũng nghĩ rằng nhiều người sẽ cho rằng tại sao lại so sánh hai chiếc điện thoại này? Tại vì nó không có một cái điểm gì giống nhau luôn. Hệ điều hành cũng khác này, rồi đến cái năm ra mắt cũng quá là khác biệt, ngay cả cấu hình cũng như vậy. Nhưng mà trên thực tế nếu như các bạn để ý một chút thì trong năm 2020, nếu như các bạn tìm chiếc điện thoại iPhone 6S thì hiện tại mức giá của nó sẽ dao động từ 2,2 triệu cho đến 2,6 triệu. Và cái mức giá của Vsmart Star 4 thì nó cũng tiệm cận như vậy, bắt đầu từ khoảng là 2,2 triệu. Bọn mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả dẫn tới Cellphone.net để các bạn có thể tham khảo thêm về những cái mức giá cũng như là những ưu đãi khi mua chiếc điện thoại này nhé. Và rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ không mất thời gian thêm nữa, bắt đầu đi vào so sánh chi tiết. Thật sự thì bất cứ một cái so sánh nào thì nó cũng khập khiễng, nhưng mà mình vẫn muốn so sánh hai chiếc điện thoại này để các bạn có thêm những cái sự lựa chọn khi mà mua những chiếc smartphone. Đầu tiên thì mình muốn nói đến cái tổng quan thiết kế trên hai chiếc điện thoại này. Đối với Star 4 thì các bạn có lẽ là quá quen thuộc với thiết kế này rồi. Trong năm 2020 thì đây có thể coi là một cái thiết kế phổ biến. Đằng sau của chúng ta thì sẽ có một cái mặt lưng làm bằng nhựa. Ở phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình giọt nước. Bản thân mình nói thật luôn, mình có lý do để ghét. Mình rất ghét những chiếc điện thoại làm từ nhựa. Không phải là tại vì nó không sang trọng hay như thế nào đâu. Đây, mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Đấy, mình chỉ cần ấn này. Ấn rất nhẹ vào cái mặt sau của chiếc Star 4 thôi thì chúng ta đã cảm nhận được cái sự ọp ẹp của nó rồi. Không những vậy, nếu như mà các bạn nào mà không sử dụng ốp mà khi sử dụng điện thoại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cái mặt lưng này nó sẽ rất bám mồ hôi và dấu vân tay và còn dễ xước nữa. Vậy với iPhone 6S thì sao? Dù đã ra đời cách đây từ năm 2015 nhưng chúng ta vẫn có một thiết kế chất lượng làm bằng kim loại. Cái đầu tiên là khi mà mình cầm vào nó thể hiện được cái độ chắc chắn và bền bỉ. Nhưng có một cái điểm đáng tiếc là màn hình của chúng ta, do là nó đã ra đời cách đây từ khá lâu nên màn hình của chúng ta thì bé là một. Thứ hai là nó vẫn là tỷ lệ 16:9, một tỷ lệ đã khá là cũ rồi. Vậy nên là trên hai chiếc điện thoại này, thiết kế thì mình vẫn đánh giá cao iPhone 6S hơn bởi cái chất lượng cũng như là cái độ hoàn thiện của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về cái màn hình. Màn hình thì mình nói rất là nhanh gọn nhẹ thôi. Màn hình của iPhone 6S độ chi tiết cao hơn, màu sắc đẹp hơn, độ nổi khối tốt hơn. Và ngay cả ánh sáng thì mình cũng thấy là iPhone 6S có độ nhỉnh hơn hẳn. Nhưng mà nhược điểm trên iPhone 6S ở phần màn hình, đó chính là màn hình của nó khá là nhỏ. Trong khi bây giờ các chiếc điện thoại ngày một to ra thì iPhone 6S của chúng ta chỉ có cái kích thước là 4.7 inch. Cùng với đó thì chúng ta vẫn có một cái viền trên dưới rất là dày, làm cho khi mà các bạn sử dụng đọc báo, xem phim hay chơi game thì nó không quá là thoải mái. Nhược điểm trên chiếc điện thoại iPhone 6S thì lại là ưu điểm rất mạnh của trên chiếc điện thoại Vsmart Star 4. Chúng ta sẽ có một cái màn hình tỷ lệ là 19:5:9 với một cái kích thước màn hình lên tới là 6.09 inch. Cái điều này thì sẽ làm cho các bạn dùng các tác vụ thoải mái hơn. Nhưng mà cái vấn đề của nó là cái màn hình, cái chất lượng thì không được tốt cho lắm. Tùy thuộc vào từng đối tượng, người thì thích nhỏ gọn nhưng người thì thích hiện đại mới mẻ thì sao, đúng không? Thế nên là mình cũng không dám nói đâu là chiếc điện thoại thắng cả. Mình sẽ cho ở cái phần màn hình là hai chiếc điện thoại này hòa. Đến một cái phần mà rất là nhiều người quan tâm cũng như là để ý, đó chính là ở phần cấu hình và hiệu năng. Nếu so sánh hai chiếc điện thoại này với nhau thì iPhone 6S về mặt hiệu năng và cấu hình thì vẫn ăn đứt. Ra đời năm 2015, nghĩa là cách đây 5 năm, nhưng với cái con chip A9 mà nó mang lại thể hiện sức mạnh vẫn còn quá tốt. Cái điện thoại này của mình thì đã lên iOS 14, nhưng trong cái quá trình mà mình sử dụng để chơi game thì nó vẫn có thể thể hiện được cái sự mượt mà cũng như không gây quá nhiều khó chịu đối với bản thân mình. Vậy thì cái trải nghiệm thông thường khi mà mình sử dụng máy thì sao? Các tác vụ đơn giản thì trên thực tế iPhone 6S vẫn làm tốt hơn khá là nhiều. Vậy thì sau rất là nhiều phân tích của mình về cấu hình và hiệu năng thì các bạn cũng có thể thấy rằng iPhone 6S ở cái mặt này thì nó đã chiến thắng một cách rất là thuyết phục. Nói một chút về camera trên iPhone 6S thì có một cái điểm mà mình thấy rằng nó vẫn giữ được cái giá trị đến tận bây giờ, đó là chi tiết tốt, màu sắc thì trung thực. Còn trên Star 4 của chúng ta thì sẽ có tận hai camera, một camera chính và một camera góc siêu rộng, giúp các bạn có thể là đa dụng hơn trong nhiều trường hợp. Nói chung là cả về quay video và thu âm đi chăng nữa thì mình vẫn thích trên 6S hơn. Nhưng đối với những bạn nào cần một chiếc máy có camera đa dụng thì Star 4 lại là một sự lựa chọn hợp lý. Vậy nên là ở phần này, về chất lượng thì mình vẫn thích iPhone 6S, còn về số lượng thì sẽ là Star 4. Bạn thích chất lượng thì bạn sẽ chọn 6S, còn bạn thích số lượng thì bạn sẽ chọn Star 4. Vậy thì cuối cùng về cái trải nghiệm tổng thể thì sao? Rồi về cái hệ điều hành thì có lẽ rằng iPhone 6S với cái hệ điều hành iOS thì mình vẫn thấy rằng là nó có một cái gì đấy mượt mà hơn hẳn. Tất nhiên là trong quá trình mà mình sử dụng thì vẫn có những cái lỗi như là lỗi thoát app này, hay là nó có những cái thông báo gì đấy nó không liên quan đến ứng dụng của mình. Cái điều đấy thì đôi lúc sẽ làm mình khó chịu nhưng không khó chịu quá là nhiều. Nói chung là nó chỉ là lỗi vặt
ít khi xảy ra thôi. Thế nên là những bạn nào mà sử dụng thì các bạn cũng biết rồi đấy, chúng ta vẫn có thể chịu đựng được cái lỗi này một chút. Tab 4 thì sử dụng cái Android. Vậy nên là về cái việc mà các bạn sử dụng thì chúng ta có thể vọc vạch, chúng ta có thể nào mà nghịch ngợm nhiều hơn, cũng như là các việc các bạn tải file APK trên mạng về nó cũng dễ dàng hơn hẳn. Đó là một trong những cái điểm mạnh của Android. Đó, còn về cái bản thân mình cảm nhận ấy, về cái độ mượt mà thì iPhone 6S vẫn có cái gì đấy nhỉnh hơn. Điểm tiếp theo mà điểm mà mình nghĩ rằng cũng rất quan trọng đó là thời lượng pin. Cái này 100% luôn, đó là VinSmart Tab 4 đập chết ăn thịt con iPhone 6S mình đang cầm trên tay. Có lẽ là các bạn cũng biết rồi đúng không? iPhone 6S thì đã ra đời cách đây từ quá lâu, cái viên pin của nó thì cũng không được quá trâu nữa. Vậy nên là trong thời gian sử dụng các bạn sẽ phải sạc đi sạc lại rất là nhiều. Tab 4 của chúng ta thì lại có cái viên pin là 3500 mAh. Cái viên pin này thì cũng không quá là khủng, nhưng mà nó chỉ gánh một cái màn hình là HD cộng. Vậy nên là cái thời gian sử dụng của nó nhiều hơn rất là nhiều với iPhone 6S. Vậy thì Tab 4 của chúng ta có những gì để cạnh tranh với iPhone 6S? Ưu điểm của Tab 4 đó chính là chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn hơn, thiết kế mới mẻ hơn, thiết kế của năm 2020 và nó hiện đại hơn khá là nhiều. Pin thì trâu hơn, mình thấy là pin trâu hơn gấp đôi đấy. Và mở rộng được bộ nhớ trong ra lên tới 64GB. Và cái điểm mà các bạn nên lưu ý rằng đối với iPhone 6S thì chúng ta có lẽ là chỉ mua được hàng 99% thôi. Còn đối với Tab 4 thì chúng ta sẽ mua được máy chính hãng mới 100%. Về việc bảo hành nó cũng an tâm hơn hẳn. Nhược điểm mình đã nói ở trên rồi, nó sẽ có một cái chất lượng màn hình không quá cao, nếu không muốn nói là chất lượng màn hình này có thể coi là thấp. Tiếp theo đó là chất liệu gia công của chúng ta thì sẽ là chất liệu nhựa, mang lại cảm giác ọp ẹp. Hiệu năng cũng không quá cao, và cũng như trong cái quá trình mà các bạn sử dụng trải nghiệm thì nó không thật sự là ổn định cho lắm. Đây là điều mà các bạn cần thật sự lưu ý. Đó là một bài đánh giá theo mình thấy là khá chi tiết trên hai chiếc điện thoại là iPhone 6S và VinSmart Tab 4. Và các bạn thấy như thế nào? Và các bạn muốn thêm những bài so sánh những chiếc điện thoại nào với nhau thì cũng có thể là bình luận phía bên dưới để bọn mình biết nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.